everyone. Now I'm going to introduce a little bit about myself to help you get information about me. Basically, my name is Nyukri. My English name is Jamie. You can call me Jay, though in my free time, I usually read books and watch movies and learn some new things that can help me broaden my horizon. From that, I can make progress and to be the best version of myself. And you know, I can help people around me by sharing the valuable lesson that I learned. Thì khác tự hào khi giới thiệu em có một nền tảng ngữ pháp tiếng Anh rất là vững chắc, nên là khi mà mọi người có một trục trặc nào đó trong tiếng Anh hay là muốn phát triển tiếng Anh thêm thì mọi người thường nhờ đến em để mà em có thể dạy kèm hay là giúp các bạn ấy củng cố lại kiến thức. Điều mà em tự hào nhất trong cái giai đoạn mà mình giúp các bạn cải thiện tiếng Anh đó là 2 tháng trước có một bạn đã nhờ em kèm speaking để mà đi thi IELTS. Sau 1 tháng rưỡi tụi em luyện tập cùng nhau thì bạn đó đã đi thi và đạt được 7.0 cho kỹ năng speaking. Lý do mà em apply cho cái công việc này đó là em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, học hỏi nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đấy thì nó sẽ giúp em một phần nào đấy về cái phần kinh tế, tạo ra nguồn thu nhập cho bản thân mình và giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ. Đó là điều mà em đã mong muốn rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì mới có cơ hội thực hiện được. Một lý do khác nữa đó là em rất là cuồng trẻ em. Một phần nào đó trở về cái thời thơ ấu của mình, trở về với cái giai đoạn mà mình còn nhỏ nhỏ như vậy khi mà mình học tiếng Anh, thì đó là cái điều mà em vẫn thấy rất là vui. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của em. Hy vọng sẽ được làm việc đồng hành cùng AUBA trong thời gian sắp tới. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.